Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, dù là bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 9 âm lịch được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này, tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều. Công việc hanh thông, thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ và may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này luôn rộng mở với gia chủ. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình tài lộc của mình trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 có mệnh Ốc Thượng Thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao, họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên, vạn nhân vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ, tính lập trường, nguyên tắc và khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý và duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của người tuổi Bính Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc, quy phạm là sự chỉ đạo xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng, thước ngọc, hệ quy chiếu, quy chuẩn trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là những người mô phạm, đạo đức, ung dung, hiền hậu. Những người tuổi Bính Tuất mệnh Ốc Thượng Thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn, nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng và cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn và không mạnh về tiến công. Nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Xem tử vi tháng 9 năm 2022 cho các bác tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ cần cẩn trọng đến sức khỏe của mình. Thời điểm này, gia chủ khá lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Ở độ tuổi 76, cơ thể đã yếu nhược, ăn không ngon miệng, nếu đang ốm đau, bệnh tật, khó hồi sức. Các bác nên tâm sự với con cháu về những vấn đề của mình, nhận được lời động viên tinh thần thì sẽ vui vẻ và sức khỏe mới mong được cải thiện. Bên cạnh đó, người tuổi này cần lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao. Dĩ nhiên, dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói cho đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa và Canh Dương Kim nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ Bính Tuất nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn lời ăn tiếng nói hàng ngày, tránh những thị phi không mong muốn từ miệng mà ra. Trong gia đình, quý gia chủ cũng cần nhẹ nhàng khuyên giải con cháu, nếu có bất hòa xảy ra, đừng vì một chút nóng giận của tuổi già mà làm ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, Bính Tuất sinh năm 1946 không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực nào. Với những ai vui thú điền viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai hơn thì nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận của tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 không có gì đáng lo ngại. Các khoản lương hưu, phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong nhà khi con cái trưởng thành đã có khả năng cáng đáng vấn đề này.
Thậm chí các khoản tích góp từ trước của bạn cũng có thể giúp đỡ được gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra cũng có người được hưởng các khoản lợi nhuận từ bất động sản như cho thuê nhà, thuê đất. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Tuất sinh năm 1946 không được tốt lắm. Phần nhiều là do con giáp này lo lắng, suy nghĩ quá nhiều, khiến ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được ăn giấc. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho sức khỏe và sức đề kháng giảm sút, kéo theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế, muốn khỏe mạnh, trước tiên các bác phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ vững tinh thần, vui vẻ, lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt. Để khí huyết lưu thông, bản mệnh đừng quên massage cơ thể, sử dụng đồ uống giúp hoạt huyết hoặc tốt nhất là tập yoga để toàn bộ cơ thể của bạn được điều hòa và cân bằng. Các gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Bính Tuất sinh năm 1946. Những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc bao dung cho nhau. Trong tháng 9 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã và tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình thì hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Bính Tuất trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9 năm 2022, tức ngày 6 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9 năm 2022, tức ngày 18 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ từ Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9 năm 2022, tức ngày 5 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 9 năm 2022, tức ngày 17 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Tuất trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.